Gần đây, dư luận bức xúc về những lời lẽ thái độ khiếm nhã của Đại Đức Thích Nhuận Đức trong một video. Cuối tháng 6, vị này lên tiếng nhận lỗi, xin sám hối về nội dung trong video đăng tải năm 2023. Ngày 9 tháng 7, đại diện Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương Chư Tôn Đức lãnh đạo đặc trách hệ phái Nam Tông Khơ cùng Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Bà Rịa Vũng Tàu, Ban quản trị Tổ đình Hộ Pháp đã họp trao đổi, xem xét và thống nhất các biện pháp kỷ luật gia tăng đối với Đại Đức Nhuận Đức. Chư Tôn Đức đã thảo luận, xem xét và thống nhất biện pháp kỷ luật sau cuộc họp, Đại Đức Nhuận Đức hiện diện trước các chư tăng, quỳ sám hối, bộc bạch ăn năn vì đã có lời nói và thái độ khiếm nhã đối với đồng bào Khmer trong một video năm 2023. Lãnh đạo Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội cho biết, chư vị giáo phẩm đặc trách các hệ phái đã thống nhất cấm Đại Đức Nhuận Đức thuyết giảng vô thời hạn dưới mọi hình thức. Đại Đức Nhuận Đức phải thành tâm sám hối với Trung ương Giáo hội và hệ phái Phật giáo Nam Tông Khmer. Xin lỗi đồng bào và Phật tử Khmer. Giáo hội yêu cầu Đại đức Nhật Đức thực hiện biệt chúng sám hối đúng luật Phật chế định, thời hạn sám hối không thời hạn cho đến khi ban thường trực hội đồng trị sự có chỉ đạo thay đổi biện pháp sám hối. Giáo hội giao ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và ban quản trị Tổ đình Hộ Pháp chịu trách nhiệm giám sát. Ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết vừa nhận thư sám hối và xin lỗi của Đại Đức Thích Nguyễn Đức, cư trú tại Tổ đỉnh Hộ Pháp, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vì đã có những lời khiếm nhã trong một video ghi hình năm 2023 khi nói về người đồng bào Khmer. Thông tin thêm về sự việc này, Hòa thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết trên báo Giác ngộ, ngày 26 tháng 6 năm 2024, ông có nhận được phản ánh của Thượng tọa Quách Thành Sa Tha, ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đặc trách hệ phái Nam tông Khmer qua tin nhắn điện thoại về việc có dư luận phản ứng trước những lời khiếm nhã được cho là xúc phạm dân tộc Khmer của đại đức Thích nhuận Đức. Hòa thượng Thích Huệ Trí đã cho xác minh và được biết nội dung đó trong một video cũ từ năm 2023. Theo nội dung này, Đại Đức Thích Nguyễn Đức đã có những lời lẽ thái độ kiếm nhã bỡn cợt trong việc kể chuyện gọi tên bà con Khmer đến chùa hộ Pháp. Ngay trong ngày, Hòa Thượng Thích Huệ Trí đã yêu cầu Chư Tôn Đức Ban Thường vụ Ban Trị sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xem xét trực tiếp trao đổi với Ban Quản trị Tổ đình Hộ Pháp về vấn đề này. Thông tin từ Ban Quản trị Tổ đình Hộ Pháp cho biết Đại Đức Thích Nguyễn Đức đã nhận thức được lỗi lầm trên và có một lần nữa có thư sám hối về xin lỗi, trong khi đang chịu kỷ luật của giáo hội vì các phát ngôn nội dung thuyết giảng sai về tôn trí, giáo lý, giáo luật, Phật giáo. Đồng thời, Đại Đức Thích Nguyễn Đức đã vi phạm các quy tắc thuyết giảng của Ban Hoàng Pháp Trung ương Giáo hội. Phật giáo Việt Nam, làm suy giảm niềm tin của xã hội đối với Phật giáo và giáo hội. Hòa thượng Thích Huệ Trí nói thêm, đây là sự việc cũ xảy ra năm 2023 trước khi giáo hội ban hành biện pháp kỷ luật đối với Đại đức Thích Nguyễn Đức. Cấm thuyết giảng một năm dưới mọi hình thức từ ngày 4 tháng 6 năm 2024. Chúng tôi cũng đã trực tiếp yêu cầu Thượng tọa Thích Nguyễn Nghĩa, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Trị sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đồng thời là Phó trưởng Ban Quản trị Tổ đình Hộ Pháp nơi tại Đức Thích Nguyễn Đức là tăng chúng đang lưu trú sáng hối, có biện pháp phối hợp xử lý vụ việc cũ đáng tiếc này. Trong thư sám hối và xin lỗi, Đại Đức Thích Nguyện Đức viết, trong năm 2023, trong buổi nói chuyện vui với Phật tử và vô tình con có lời xúc phạm đến người dân tộc Khmer, nay con thành thật xin sám hối quý ngài, kính mong quý ngài từ bi hỷ xả bỏ con cho con những chuyện cũ và xin lỗi tất cả đồng bào dân tộc Khmer. Và bắt đầu kể từ hôm nay, con không tái phạm nữa. Những bài giảng mang tính nhạy cảm con đều đã gỡ xuống hết từ lâu trên trang cá nhân của chùa sau ngày 4 tháng 6 năm 2024 mà Trung ương Giáo hội đã đã kỷ luật con. Đồng thời, con xin sám hối những bài giảng mang tính nhạy cảm mà đã xảy ra có trước ngày 4 tháng 6 năm 2024. Kính mong quý ngài mở rộng lòng thương cho con được ghi đôi dòng xin sám hối và xin lỗi đến tất cả người đồng bào dân tộc Khmer. Hòa thượng Thích Huệ Trí cho biết thêm, ông sẽ báo cáo sự việc này lên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong những ngày tới. Theo Phật sự Online, ngày 19 tháng 6, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Tránh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội đã thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ấn ký thông báo số 244 TB HDTS VP2. Thông báo kết luận của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc xử lý kỷ luật đối với Thượng tọa Thích Trân Quang, trụ trì Thiền Tôn Phật Quang, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo thông báo vừa qua, Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhận được các văn bản và đơn thư của cộng đồng Phật tử, nhân dân, cũng như những thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng, báo chí và mạng xã hội, phản ánh về nội dung những bài giảng pháp của Thượng tọa Thích Trân Quang, trụ trì Thiền Tôn Phật Quang, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, gây hoang mang trong xã hội, phản ứng của cộng đồng làm suy giảm niềm tin Phật Pháp và ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội vào ngày 18 tháng 6 tại văn phòng 2 trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam thiền viện Quảng Đức quận 3 thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo ban thường trực hội đồng trị sự lãnh đạo các ban hoàng pháp pháp chế kiểm soát thông tin truyền thông trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam và ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã họp xem xét sự việc với sự tham gia của thượng tọa Thích Trân Quang sau khi thẩm tra báo cáo của ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh bà rịa vũng tàu về các nội dung thuyết giảng của thượng tọa thích trân quang đánh giá nội dung của các video thuyết giảng của thượng tọa thích trân quang và ý kiến các đại biểu dự họp ban thường trực hội đồng trị sự khẳng định một số nội dung thuyết giảng về giáo lý nhân quả của thượng tọa thích trân quang không đúng chánh pháp gây hoang mang trong xã hội Ban thường trực hội đồng trị sự quyết định kỷ luật thượng tọa Thích Chân Quang, không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền Tôn Phật Quang và các địa điểm khác trong thời gian 2 năm. Thiền Tôn Phật Quang và thượng tọa Thích Chân Quang phải thu hồi tất cả các phái quy y tam bảo có nội dung tự sửa một trong năm giới không đúng với ngũ giới do Đức Phật chế trong giới luật Phật giáo, gỡ bỏ tất cả các bài giảng có nội dung gây hoang mang xã hội thượng tọa thích trân quang và ban quản lý thiền tôn phật giáo phải chấn trình sinh hoạt của các đạo tràng chúng thanh niên phật quang tại các tỉnh thành phố không đưa các bài giảng của thượng tọa thích trân quang lên các nền tảng mạng xã hội trong thời gian thượng tọa thích trân quang nhập thất sám hối tại thiền tôn phật quang giao cho Ban Tăng sự Trung ương, Ban Pháp chế Trung ương, Ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Địa Vũng Tẩu giám sát việc thi hành kỷ luật trong thời gian 2 năm. Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Địa Vũng Tàu có trách nhiệm hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các tăng ni đang tu tập tại Thiền Tôn Phật Quang, được ổn định theo đúng khiến trương giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật nhà nước. Liên quan tới việc kỷ luật Thượng tọa Thích Trân Quang, trụ trì Thiền Tôn Phật Quang ở thị xã Phú Mỹ, Bà Địa Vũng Tàu, trưa ngày 19 tháng 6, thông tin với VTC News, đại diện văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Thượng tọa Trân Quang đã tiếp nhận quyết định kỷ luật của Trung ương Giáo hội. Đại diện văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói, Thượng tọa Thích Trân Quang đã rất tích cực tiếp nhận quyết định kỷ luật của Trung ương Giáo hội một cách chân thành. Thượng tọa Thích Trân Quang cũng đã bắt đầu tháo gỡ các video thuyết giảng. Trên trang Youtube Pháp Quang Sen Hồng của Chùa Thiên Tôn Phật Quang, anh em bên Chùa Phật Quang cũng đang xử lý thêm. Vị này cũng cho biết, thời gian tới Thượng tọa Thích Trân Quang sẽ tạm đóng kênh Youtube Pháp Quang Sen Hồng để xử lý các thông tin. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đánh giá đây là thái độ tích cực đáng ghi nhận của Thượng tọa Thích Trân Quang. Kênh YouTube Pháp Quang Sen Hồng hiện đã tháo gỡ một số video thuyết giảng của Thượng tọa Thích Trân Quang từng bị phản ứng mạnh. Trước đó sáng cùng ngày, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ký văn bản kết luận về việc xử lý kỷ luật Thượng tọa Thích Trân Quang. Văn bản ghi rõ sau khi họp xem xét và thẩm tra báo cáo về các nội dung thuyết giảng của Thượng tọa Thích Trân Quang, Hội đồng Trị sự đưa ra quyết định kỷ luật không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền Tôn Phật Quang và các địa điểm khác trong thời gian 2 năm. Thiền Tôn Phật Quang và Thượng Tọa Thích Trần Quang phải thu hồi tất cả các phái quy y tam bảo có nội dung tự sửa một trong năm giới không đúng với giới luật ngũ giới do Đức Phật chế trong giới luật Phật giáo, gỡ bỏ tất cả các bài giảng có nội dung gây hoang mang xã hội. Thượng tọa thích chân quang và ban quản lý thiên tôn Phật quang phải chấn chỉnh sinh hoạt của các đạo tràng, chúng thanh niên Phật quang tại các tỉnh thành phố, không đưa các bài giảng của thượng tọa thích chân quang lên các nền tảng mạng xã hội trong thời gian thượng tọa thích chân quang nhập thất sám hối tại thiên tôn Phật quang, giao cho ban tăng sự trung ương, ban pháp chế trung ương, ban kiểm soát trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam và ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh bà địa Vũng Tàu giám sát việc thi hành kỷ luật trong thời gian 2 năm. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có trách nhiệm hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các tăng ni đang tu tập tại Thiền Tôn Phật Quang được ổn định theo đúng hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật nhà nước.